Thầy chào các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ. Các em đã được biết một số loại trạng ngữ thường gặp như là trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ nguyên nhân hay là trạng ngữ chỉ mục đích. Bây giờ, thầy có một cái ví dụ sau đây các em quan sát nhé. Hồi đó, có một nước láng giềng lâm le muốn chiếm bờ cõi nước ta để dò xem bên này có nhân tài hay không. Họ sai sứ đưa ra một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rộng hai đầu, đố làm sao sâu được sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Các em dễ dàng nhận ra là trạng ngữ ở câu 1, đó chính là cụm từ hồi đó, đây là trạng ngữ chỉ thời gian. Còn trạng ngữ của câu 2, đó là cụm từ để dò xem bên này có nhân tài hay không, đây là trạng ngữ chỉ mục đích. Ngoài ra, trạng ngữ còn có những cái chức năng như là bổ sung ý nghĩa cho câu hay là giúp liên kết các câu trong một đoạn làm cho đoạn văn được liền mạch. Thầy cũng có cái ví dụ sau đây các em quan sát. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt, vừa lúc đó sứ giả đem ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt đến. Các em có thể thấy rằng là cụm từ vừa lúc đó, đây là trạng ngữ có chức năng giúp liên kết câu 2 với câu 1 lại với nhau. Các em thân mến, để góp phần giúp cho lời nói bài văn của chúng ta được hay hơn, chính xác hơn, thì việc lựa chọn được từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản là một công việc hết sức cần thiết nhằm làm tăng hiệu quả trong giao tiếp của mỗi con người. Tiết học ngày hôm nay sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về điều đó. Bây giờ, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu bài học các em nhé. Các em ghi bài cho thầy. Tiết 36-37 tiếng Việt, lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản. Các em nhớ ghi chép bài thật đầy đủ nhé. Đầu tiên, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 la mã tìm hiểu tri thức tiếng Việt. Một nhỏ, lựa chọn từ ngữ. Các em lưu ý, khi nói hoặc viết, người nói viết thường huy động vốn từ ngữ đã được tích lũy, trong đó có những cái từ ngữ đồng nghĩa, gần nghĩa, để lựa chọn những từ ngữ phù hợp nhất với việc thể hiện nội dung của văn bản. Vậy để lựa chọn từ ngữ thích hợp khi nói hoặc viết, thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì các em chú ý cho thầy cách thức thực hiện qua 3 bước sau đây. Bước thứ nhất, các em phải xác định được nội dung cần diễn đạt. Bước thứ hai, các em phải huy động các từ đồng nghĩa, gần nghĩa, từ đó chọn từ ngữ có khả năng diễn đạt chính xác nhất nội dung muốn thể hiện. Và bước ba, các em phải chú ý khả năng kết hợp hài hòa giữa từ ngữ được lựa chọn với những từ ngữ được sử dụng trước và sau nó trong cùng một câu hay trong một đoạn văn. Vậy tác dụng của nó là gì? Thì các em thấy rằng tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản, nó sẽ giúp cho cái phần diễn đạt của các em được chính xác hơn và hiệu quả điều mà người nói, người viết muốn thể hiện. Chúng ta có thể tham khảo ví dụ sách giáo khoa trang 61. Ví dụ sau đây, so với cánh đồng bao la bát ngát, cô gái quả rất nhỏ bé mảnh mai. Các em thấy rằng các từ như là mảnh mai và mảnh khảnh, nó đều có nghĩa là mảnh, trông có vẻ yếu. Nhưng mà tại sao mà tác giả lại dùng từ mảnh mai? Bởi vì nó thể hiện được một cái vẻ đẹp ưa nhìn. Vì vậy trong câu văn trên, tác giả đã lựa chọn từ mảnh mai để miêu tả vẻ đẹp của cô gái, đó là điều hợp lý. Và để góp phần cho việc giao tiếp của chúng ta được hay hơn, sinh động hơn, trong khi nói hoặc viết, người ta thường sử dụng một số biện pháp tu từ. Sau đây thầy sẽ giới thiệu cho các em lại một số cái biện pháp tu từ mà các em đã được tìm hiểu ở bậc tiểu học. Đó chính là phép so sánh và điệp từ. Vậy so sánh là gì? Thì chúng ta có thể nhớ lại rằng so sánh chính là đối chiếu sự vật này với sự vật khác dựa trên cơ sở nét tương đồng. Các em chú ý cho thầy là nét tương đồng nhé. Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Đó là tác dụng của phép so sánh. So sánh là lấy cái đã biết là với B để nói về cái chưa biết, đó là với A. Còn điệp từ là gì? Điệp từ chính là biện pháp tu từ lặp lại nhiều lần một từ để nhằm mục đích là nhấn mạnh, biểu đạt cảm xúc để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong câu. Để các em hiểu rõ hơn về hai cái biện pháp tu từ này, sau đây thầy có những cái ví dụ minh họa cho các em. Chúng ta chú ý hai ví dụ sau đây. Ví dụ 1.
Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các em thấy rằng ở trong ví dụ một này, trẻ em được so sánh như búp trên cành. Vậy búp trên cành với trẻ em có những nét tương đồng như thế nào? Thì các em thấy rằng là có nhiều sự tương đồng ở các phương diện sau đây. Đó thể hiện được cái sự tươi non đầy sức sống, và trẻ em cũng giống như búp trên cành, chứa chan nhiều hy vọng. Hãy cái ví dụ 2 các em chú ý, gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù, che súng phong vào xe tăng đầy bát, che giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, che hy sinh để bảo vệ con người, che anh hùng lao động, che anh hùng chiến đấu. Các em chú ý những cái câu mà được thầy sử dụng mực đỏ, thì cái từ giữ ở đây được lặp lại, thầy gọi đây là điệp từ để nhấn mạnh cái vai trò của cây tre trong công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước cùng với con người Việt Nam. Và để hiểu rõ hơn về tri thức tiếng Việt vừa học, bây giờ thầy trò của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần hai la mã thực hành tiếng Việt các em nhé. Các em hãy chú ý đến bài tập 1 sách giáo khoa trang 67 và 68. Các em mở sách ra giùm thầy Phi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn ca dao sau. Phồn hoa thứ nhất Long Thành, phố răng mắt cưỡi đường quanh bàn cờ. Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ, bút hoa xin chép bài thơ lưu truyền. Các em chú ý câu hỏi sách trong sách giáo khoa trang 68. Câu A, từ phồn hoa trong dòng thứ nhất nên được hiểu như thế nào? Liệu có thể thay từ phồn hoa bằng từ phồn vinh được hay không? Và hãy lý giải. Thì chúng ta cũng dễ dàng biết được, từ phồn hoa là nó chỉ một cái cảnh sống giàu có xa hoa, còn phồn vinh là miêu tả đất nước ta ở vào cái giai đoạn giàu có thịnh vượng. Cái cảnh buôn bán tấp nập giàu có của cái mảnh đất kinh thành mà ở tiết trước các em đã được cô Trâm hướng dẫn, thì tác giả nên dùng cái từ phồn hoa sẽ thích hợp hơn. Các em chú ý ví dụ B, tìm và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu phố răng mắt cưỡi đường quanh bàn cờ. Thì ở cái ví dụ B này thì các em thấy rằng là phép tu từ được sử dụng ở đây đó là phép so sánh. Mặc dù các em thấy rằng là chúng ta không thấy được cái từ so sánh, đó là từ như phố, răng như mắt cưỡi, đúng không nào? Nhưng mà ở đây các em thấy vẫn chấp nhận là phép so sánh, cái từ so sánh đã được người ta ẩn đi. Thì phố như mắt cưỡi, đường như bàn cờ có cái tác dụng miêu tả được cái tính chất sầm uất đông vui của phố thị. Câu C, xác định và chỉ ra tác dụng của việc sử dụng từ lấy trong đoạn ca dao trên. Thì các em thấy rằng từ lấy trong đoạn ca dao trên đó chính là từ ngẩn ngơ. Thì ngẩn ngơ là một cái từ lấy, nó gợi trạng thái bị cuốn hút đến ngỡ ngàng của tác giả trước vẻ xa hoa, sầm uất của phố phường. Rồi chúng ta tiếp tục ở câu D nhé. Trong dòng thơ cuối, có thể dùng cụm từ bút đây thay cho từ bút hoa được không? Sự lựa chọn từ bút hoa góp phần thể hiện sắc thái ý nghĩa gì cho bài ca dao? Thì chúng ta thấy rằng bút hoa là chỉ tài năng xuất sắc của một cái người làm nên bài thơ. Thì sử dụng từ này có ý nghĩa và nó hay hơn nhiều so với cái từ bút đây. Bây giờ thầy trò chúng ta tiếp tục sang bài tập số 2 trang 68 kèm theo dõi sách giáo khoa và câu hỏi. Đọc bài ca dao sau, ai ơi về miệt thấp 10, cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn. Đây là bài ca dao các em đã được tìm hiểu ở tiết trước rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta nhìn cái câu hỏi A, từ sẵn trong câu cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn có nghĩa là gì? Việc lựa chọn từ sẵn trong bài ca dao này có phù hợp với nội dung mà tác giả muốn thể hiện không? Vì sao? Thì chúng ta thấy rằng là từ sẵn được lặp lại ở đây đó chính là điệp gì? Điệp từ. Nhiều đến mức cần bao nhiêu cũng có để có thể có ngay bấy nhiêu. Nó phù hợp với nội dung của bài ca dao, nó thể hiện về sản vật mà thiên nhiên ở vùng tháp 10 đã hào phóng ban tặng cho con người nơi đây. Biện pháp tu từ điệp từ sẵn nhằm mục đích nhấn mạnh cái tính chất trù phú giàu có của thiên nhiên ở vùng đồng tháp 10. Bây giờ thầy trò chúng ta qua bài tập 3. Bài tập 3 các em chú ý là tìm từ ở cột B có ý nghĩa phù hợp với các chỗ trống trong câu ở cột A. Bài này các em có thể điền vào vở hoặc là các em có thể điền trực tiếp bút chì vào trong
sách giáo khoa của mình luôn nha các em. Rồi sau đây là phần đáp án gợi ý của thầy. Các em thấy là câu 1, để giải quyết vấn đề này các em nên chủ động, chúng ta nên có thể đưa cái từ nào vào, đó chính là từ ở câu E, đó là đề xuất những phương án giải quyết. Câu 2 thì bạn Nga đề cử bạn Nam làm lớp trưởng. Câu 3, bà ơi mẹ cháu bảo đem sang biếu bà một ít quả cam. Hay câu 4, chúng ta có thể điền 4K, đó là ngày chia tay mấy trường tiểu học, tôi đã tặng cho người bạn thân nhất của mình một món quà nhỏ để làm kỷ niệm. Câu 5 thì chúng ta có thể điền câu Y, đó là từ hoàn chỉnh. Một bài văn hoàn chỉnh cần có 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Câu 6 thì chúng ta có thể điền là 6A, đó chính là từ hoàn thành. Sau buổi học hôm nay, các em về nhà nhớ hoàn thành những bài tập còn lại nhé. Câu 7, chúng ta có thể điền 7B, đó là người thợ săn bị một con hổ tấn công. Không thể nào nói chú hổ được, đúng không nào? Rồi còn câu 8 thì chúng ta có thể điền từ chú vào được, thể hiện được cái tình cảm, sự gần gũi của con người với động vật. Chú mèo ấy là món quà đặc biệt mà bà ngoại đã mang từ quê lên cho tôi vào dịp hè năm ngoái. Câu 9, đôi mắt nó sao kem? Phải điền từ long lanh vô như hai hòn bi ve. Và câu 10, các em có thể điền từ D vô, đó là từ lung linh, bóng trắng lung linh trên mặt nước. Chúng ta tiếp tục câu 4, sách giáo khoa trang 69 các em nhé. Đọc đoạn văn sau, các em chú ý cho thầy. Bài ca dao chỉ với 4 dòng ngắn ngủi nhưng đã mở ra một khoảng không gian bao la của đồng quê và một thế giới cảm xúc của người dân quê, vừa thiết tha vừa sâu lắng. Bài ca dao cũng cho thấy lời ăn tiếng nói vốn dân dã mộc mạc của mỗi miền quê khi đã thành lời ca, điệu hát thì sẽ trở nên tha thiết ngọt ngào như thế nào. Có cái gì khiến ta bâng khuâng xao xuyến mãi trong mấy chữ đơn sơ này? Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng. Bây giờ câu hỏi người ta đặt ra cho chúng ta đó là hãy tìm từ lấy trong đoạn văn trên. Những từ lấy đó có tác dụng gì đối với việc thể hiện nội dung của đoạn văn? Thầy cho các em khoảng lặng một chút xíu để các em có thể tìm cho thầy Phi được những cái từ lấy xuất hiện trong đoạn văn mà thầy vừa đọc, đúng nào, và phải cho biết được nghĩa tác dụng gì đối với việc thể hiện nội dung của đoạn văn. Thì đây là phần đáp án gợi ý của thầy. Chúng ta đã thấy được những cái từ lấy sau đây. Thứ nhất là từ ngắn ngủi. Ngắn ngủi nó diễn tả bài ca dao rất ngắn, từ đó nhấn mạnh vào đặc điểm hình thức nổi bật của bài ca dao và giúp cho người dân liên tưởng rõ nét hơn. Hay là những cái từ như là dân dã mộc mạc, hai cái từ lấy này nhằm nhấn mạnh vào cái sự chất phác bình dị mộc mạc của người dân quê nơi thôn dã. Còn những cái từ lấy như là tha thiết ngọt ngào thì có ý nghĩa như nào? Nó sẽ giúp người đọc hình dung rõ nét hơn về âm điệu của bài ca dao. Còn những cái từ lấy như là thiết tha, bâng khuâng hay là xao xuyến sẽ giúp cho người đọc hình dung rõ nét hơn về cảm xúc của người viết đối với bài ca dao. Bây giờ thầy mời các em đến phần viết ngắn bài tập vận dụng. Các em chú ý cái bài tập vận dụng sách giáo khoa trang 69. Người ta yêu cầu các em tìm 5 đến 6 hình ảnh về quê hương Việt Nam trên Internet hoặc sách báo để làm một cái tập ảnh về quê hương đất nước hoặc nơi em đang sống. Các em phải viết một cái đoạn văn từ 150 đến 200 chữ để giới thiệu tập ảnh đó với người xem. Người ta còn lưu ý là chúng ta nêu rõ nguồn tìm kiếm hình ảnh. Đây là một cái bài tập tương đối khó nhưng cũng rất là thú vị, đúng không nè các em? Thì chúng ta cần làm các bước sau đây. Đầu tiên các em phải tìm 5-6 hình ảnh về quê hương Việt Nam. Sau đó các em hãy làm thành một cái tập ảnh về quê hương đất nước nơi em sinh sống. Rồi sau khi chúng ta hoàn thành cái bước hai này, chúng ta hãy viết một cái đoạn văn giới thiệu về cái tập ảnh đó từ khoảng 150 đến 200 chữ. Đó chính là cái yêu cầu trong cái phần bài tập vận dụng viết ngắn, các em nhớ thực hiện. Vừa rồi thầy trò chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu bài học lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản. Bây giờ các em hãy chú ý đến phần hướng dẫn về nhà. Thứ nhất, các em hãy hoàn thành bài tập vận dụng theo yêu cầu.
mà thầy mới vừa nêu. Và điều quan trọng đó là tuần chính, cuối tuần chính các em sẽ có một cái bài kiểm tra rất quan trọng, đó là bài giữa học kỳ 1, cho nên các em nhớ ôn kỹ bài để các em có thể làm bài thật tốt nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc, các em nhớ làm bài tập thật đầy đủ. Thầy chào các em.